Kính thưa quý khách, để không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và thực hiện các quy định của ngành đường sắt, tổ tiếp viên trên tàu chúng tôi xin đề nghị quý khách cùng thực hiện một số nội dung liên quan sau đây. 1. Quy định về vận chuyển hành khách, hành lý. Quý khách đi tàu phải có vé tàu hợp lệ, đi đúng chuyến tàu, sử dụng đúng chỗ của mình đã ghi trên vé, không chiếm chỗ của người khác. Mỗi hành khách được mang theo 20kg hành lý xách tay miễn cước. Nếu hành khách mang quá trọng lượng trên thì phải mua cước bổ sung theo quy định. Hành lý xách tay phải có đồ chứa đựng, bao bọc cẩn thận để đúng nơi quy định trên tàu. Và quý khách phải từ trong nom bảo quản, giữ gìn cẩn thận, phòng tránh mất mát hoặc để quên trên tàu. Trẻ em đi tàu phải có người lớn đi kèm. Trẻ em dưới 6 tuổi, trường hợp không có giấy tờ xác định được tuổi thì căn cứ chiều cao dưới 1,12m được miễn vé nhưng không được chiếm chỗ của người khác. Trẻ em từ 6 đến 10 tuổi phải mua vé đi tàu và được giảm 25% giá vé. Trường hợp không có giấy tờ xác định được tuổi thì căn cứ chiều cao từ 1,12m đến dưới 1,32m. Mỗi hành khách đi tàu được kèm không quá 2 trẻ em miễn vé. Các trường hợp quý khách đi tàu không có vé hoặc có vé nhưng không hợp lệ, khi lên tàu bị phát hiện phải mua vé theo quy định hiện hành của ngành đường sắt. Các trường hợp sau đây đường sắt được quyền từ chối chuyên chở. Quý khách đi tàu không chấp hành quy định về vận tải hành khách, hành lý và bao gửi trên đường sắt quốc gia. Quý khách mang theo hàng hóa cấm vận chuyển như hàng nguy hiểm, vũ khí và công cụ hỗ trợ không có giấy phép mang theo người, thi hài, hài cốt, hàng hóa cấm lưu thông, hàng hôi thối làm dơ bẩn toa xe, động vật sống, vật cồng kềnh làm cản trở việc đi lại và làm hư hỏng trang thiết bị toa xe. Người say rượu, người mắc bệnh truyền nhiễm, người mất trí gây ảnh hưởng đến sức khỏe những người xung quanh. Do nguyên nhân bất khả kháng mà ngành đường sắt không thể tổ chức chạy tàu được. 2. Đảm bảo an toàn cho hành khách. Quý khách không đứng, ngồi ở vị trí hai đầu toa xe nối giáp nhau, không nhảy lên, nhảy xuống tàu hoặc thò đầu, tay, chân ra ngoài cửa sổ. Không tự ý mở cửa lên xuống hoặc cửa sổ khi tàu đang chạy để đề phòng tai nạn và bị ném đá. Không đụng vào các thiết bị có ghi hai chữ nguy hiểm. 3. Đảm bảo an ninh trật tự. Quý khách đi tàu xin vui lòng không gây ồn ào mất trật tự, làm ảnh hưởng đến người xung quanh. Không được vào buồng của tiếp viên phụ trách toa xe. Hành lý xách tay của quý khách không để bừa bãi chiếm lối đi lại và chiếm chỗ để hành lý của người khác. Quý khách cần chấp hành đúng nội quy đi tàu đã được niêm yết trên các toa xe. Nếu có cần trao đổi thông tin hoặc cần hỗ trợ, xin quý khách vui lòng liên hệ với tiếp viên phụ trách toa xe hoặc trưởng tàu để được phục vụ. Khi đi tàu, quý khách không nên gửi hành lý, tư trang cho người không quen biết. Ngoài ra, để phòng tránh mất mát, nếu phát hiện kẻ gian hoặc đối tượng nghi vấn, xin báo tin nhanh cho tiếp viên phụ trách toa hoặc nhân viên khác của tổ tiếp viên trên tàu để ngăn chặn kịp thời. 4. An toàn phòng chống cháy nổ. Nghiêm cấm việc sử dụng các chất cháy trên tàu như ga, cồn, xăng dầu, v.v. Không sử dụng bếp điện, bàn ủi trên tàu. Khi có hỏa hoạn, xin quý khách bình tĩnh theo sự hướng dẫn và giải quyết của tổ tiếp viên trên tàu. Trong suốt hành trình, nếu quý khách có điều gì không hài lòng hoặc cần được phục vụ, xin quý khách liên hệ với tiếp viên phục vụ trên tàu chúng tôi hoặc liên lạc về đoàn tiếp viên đường sắt phương Nam qua đường dây nóng được niêm yết trên các toa xe. Rất mong quý khách vui lòng cùng chúng tôi thực hiện vì lợi ích chung của tất cả mọi người.
Xin trân trọng cảm ơn quý khách. Ladies and gentlemen, to operate our service continuously and observe on railway regulations, we, a Taman troop on trains, hope you could together with us implement the following terms. 1. Regulations about passengers and luggage transportation. Passengers on trains must have valid tickets, get on the right trains, and take right seats written on the tickets. Do not take other seats. Each passenger can bring 20 kilograms luggage free of charge. If your luggage is over the allowed weight, you have to pay specified extra fee. Handed luggage should be wrapped carefully in bags or boxes, put in right places, and managed by yourself to avoid loss or leaving on trains. Kids must have adults accompany when taking trains. Free tickets for kids under 6 years old, or less than 1.3 meters tall, in case there are no identity documents to identify their age. But these kids cannot take other passenger seats. Kids from 6 to 10 years old, or kids who are 1.3 meters to 1.32 meters tall, in case there are no identity documents to identify real age, must buy tickets with 50% discount. Each passenger on trains can accompany 2 free ticket kits. Passengers who get on trains with invalid tickets or without ticket must buy valid tickets as current railway regulations when you are exposed. Railways can decline to transport the following cases. Passengers who do not observe railway regulations about transporting passengers, baggage, and luggage on national railway lines. Passengers who bring prohibited transporting goods, such as dangerous stuff. Sau đó sẽ tiếp tục chuyển bánh. Nếu không cần thiết, đề nghị quý khách không nên xuống ga để tránh nhỡ tàu. Để giữ vệ sinh chung, đề nghị quý khách bỏ các giấy rác, thức ăn thừa, vân vân vào thùng rác phía đầu toa, không vứt xuống sàn xe hoặc sân ga. Xin trân trọng cảm ơn. Ladies and gentlemen, the train has taken you to Phủ Lý. Passenger who's ticket to Phủ Lý, please kindly check your luggage in order not to pick wrong one or leave it on the train. Be cautious. Please wait until the train completely stops in platform. Our attendants will open the door to let you get off. The train stop over Phủ Lý in some minutes for passengers to get on and off. If nothing necessary, you should not leave your train so as not to miss it. To keep sanitary, please put your trash and leftovers into waste baskets in your carriage. Do not litter on the floor or platform. Thank you.